quỷ dị kia gọi người ta vào nhà, mà khách vào đến nơi rồi cứ ngủ mãi, vô ý vô tư thế, không biết. Trần Tùng tiến lại gần xăm soi một lúc rồi phán, linh hồn này có chút kỳ lạ, không cảm nhận được tà khí ở trên người, là mất công ông ta chĩa súng mỏi hết cả nách từ nãy đến giờ. Vừa dứt câu không có tà khí trên người, thì đột ngột ông đội phó hét lên, không đúng, làm hết hồn à má. Tưởng là quỷ dị này có mưu hèn kế bẩn gì, hóa ra linh hồn nằm ngủ của khuôn mặt lão trương này chỉ là một quỷ dị cấp D, không phải quỷ dị mà họ đang tìm, và quả thật đúng là như vậy. Khi bọn họ đang ở trong nhà ngắm nghía lão trương ngủ, thì bên ngoài con hung linh thật sự đã bắt đầu ra tay. Nó ngoe nguẩy mái tóc màu xanh, chậm rãi lén lút tiếp cận chiến sĩ đang canh gác ngoài cửa. Nó mò tới từ phía sau không phát ra một tiếng động nào, mãi cho đến khi người chiến sĩ kia hét lớn gào mồm đau đớn thì mới phá tan được không khí tĩnh lặng ở nơi đây. Trần Tùng và toàn đội của anh ta lập tức quay ra phía ngoài cửa, người lính kia đã bị con quỷ dị cấp B kia tóm cổ lại lôi đi ngay trước mắt bọn họ. Cả đội lập tức dí theo tới cùng, vừa rí vừa gọi B09. B09 lúc này không thể trả lời vì anh ta đang bị đống tóc xanh lè chằng chịt quấn lấy, quấn từ đầu đến đít rồi kéo lên không trung. Trần Tùng ra lệnh cho cảnh sát số 08010 xung quanh cảnh giác vào, còn anh ta và đội phó sẽ xử lý đống tóc xanh lè này. Rất nhanh là đã bắt đúng vào hung linh mà bọn họ đang tìm kiếm. Anh đội phó báo ngay, con cấp C đó không chỉ là đống tóc này đâu, nó hoàn toàn vẫn chưa hiện hình. Đã lôi người đi rồi mà còn chơi trò giấu mặt, Trần Tùng lập tức chĩa súng về đống râu tóc đó gần xuống một chữ đề ta, rồi lập tức bóp cò. Viên đạn vàng từ khẩu súng vàng rất nhanh được bắn ra, nhìn cứ như thể Trần Tùng đang bắn vào đầu của B09 vậy, chắc hẳn phải ghét nhau dữ lắm. Nhưng mà không phải, ông ta nhắm thẳng vào đầu B09 nơi có đống tóc đang quấn lấy anh ta, viên đạn gần sát tới nơi liền mở ra một lá bùa vàng sáng chói. Lá bùa này rất nhanh đã phát huy sức mạnh làm lộ nguyên hình của con hung linh đang nắm chặt đầu B09 lôi đi. Tưởng ai hóa ra là một chị vong nữ, tóc trắng áo trắng, cơ thể trắng nhợt nhạt, nail hơi dài và có vẻ chị chưa make up nên khi bị ép lộ nguyên hình thì chị rất là cọc, kể cả khi đã chết thì không ai được phép nhìn mặt mộc của chị hết. Chị vong phẫn nộ bấu chặt lấy đầu của B09, hai mắt đỏ rực miệng đầy răng nhọn gào rú dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. B09 đổ hết cả mồ hôi hột, làm sếp mà báo qua à, tự nhiên bắt bà sâu mặt mộc chi làm bà dỗi muốn móc luôn cái não người ta ra nè. Nhưng mà dẫu sao chị ta cũng đã hiện nguyên hình, 8 và 7 từ đây có thể bắn được rồi. Cả đội lập tức nổ súng hướng thẳng về phía hung linh kia bắn rất mạnh tay. Không biết là vì ghét B09 hay là bởi vì những viên đạn này là những viên đạn đặc biệt không thể làm anh ta bị thương. Chắc là vế sau đúng hơn, khi mà những viên đạn bắn ra từ súng đều là những viên đạn vàng khè, mang theo lưới kim quang sáng loáng. Chị Vong rất cố gắng để tránh né những viên đạn đặc biệt kia, nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà có thoát theo đúng nghĩa đen trong trường hợp này. Rất nhanh tấm lưới vàng khè được viên đạn kéo theo đã trùm lên đầu chị. Sau khi dính vào tấm lưới, chị Vong trợn mắt bắt đầu rên rỉ. Cơ thể ta đang dần hóa thành thực thể. Tất nhiên là thế rồi, đạn đặc biệt được chế ra đâu phải để trưng chơi cho vui, chuyên dùng để trị mấy con oan hồn vất vưởng như chị đó. Vốn dĩ chị là không hình không dạng, không thể nào nhìn thấy, càng không thể nào bắn trúng được. Nhưng tấm lưới đặc biệt đó đã biến cơ thể chị thành thực thể, hay nói đúng hơn là biến cái đầu của chị thành thực thể để người ta có thể tác động vật lý được. Bọn họ giơ súng lên đầy tập trung, giờ này mà cây súng đó bắn một cái là bể sọ luôn nè. Chị Vong cảm thấy vô cùng bất ổn, dần dần từ bỏ việc giữ B09 trong lòng và tiến tới tấn công những người còn lại. Chị giơ vuốt chị phóng tới tính vồ thẳng lấy cây súng kia trước khi nó bắn vào não chị, nhưng chị bay quá chậm, tính ra lúc chị lao đến chị còn kêu đừng bắn. Mà cái thằng này nó vẫn bắn thật, đoàng một tiếng lớn viên đạn xuyên qua não chị, đem áp lực nghiền nát hộp sọ khiến máu thịt chị văng tung tóe, trộn lẫn trong đống máu thịt đó còn có những miếng kính nhỏ sáng xanh xanh văng ra. Cũng chẳng biết là cái gì nữa, nhưng khi nó xuất hiện cũng tức là chị đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Trời ơi, ngó xuống mà xem, chị mời tụi nó vào nhà chị chơi mà nó bắn bay não chị còn chưa kịp bưng trà rót nước nữa mà. Dấu hiệu tồn tại của chị rất nhanh đã biến mất khỏi cái la bàn tìm vong của anh đội phó. Trần Tùng khen cả đội một câu rất tốt, rồi nhắc tất cả mọi người chú ý cảnh giác, chính bản thân anh ta cũng quay ngang ngó dọc để xem có con quỷ dị nào ở đây nữa không. Trong lúc đội trưởng nhìn tới nhìn lui thì đội phó cũng hỏi thăm B09 một tiếng, hỏi anh ta có làm sao không. B09 đáp rằng anh ta vesion, ngoài việc cái quần bị siết chặt một chút cũng không sao, không ảnh hưởng đến hoạt động, đập mấy cục oxy vào là khỏe re liền. Sau khi xác nhận cả đội không có ai bị thương, bọn họ lại tiếp tục rà soát quỷ dị trong cái nhà này. Trước mắt là cha tới lão Trương, con âm linh cấp đê ngủ ngáy nãy giờ. Ở bên trong nhà người ta đánh nhau vừa xong thì lão Trương cũng vừa tỉnh, vẫn ngủ chưa đã lắm nhưng xung quanh lạ hoắc nên không ngủ tiếp được nữa. Bạn Trương lập tức bật dậy nhìn ngang ngó dọc, ngơ ngác không biết đây là chỗ nào mà cũng chẳng thấy Lâm Phàm ở đâu. Ôi giời ơi, buồn quá, nhìn kỹ một chút thì cơ thể của lão Trương gần như trong suốt, hoàn toàn có thể thấy được những cánh hoa cẩm tú ở phía sau người, có vẻ như ở thế giới này lão Trương tồn tại ở dạng linh hồn. Bạn Trương đang quay qua quay lại nhìn ngang ngó dọc thì từ đâu một nòng súng trà bá đập vô mặt, người kia lại còn lên đạn sẵn nữa chứ. Một trong các anh lính 08, 09, 20 gì đó báo cáo với Trần Tùng rằng lão Trương đã tỉnh dậy. Trần Tùng và đội phó của đội rất nhanh đã tiến tới hiện trường và kiểm tra con âm linh này. Quả nhiên vẫn là hạng cấp D mà cũng không có biểu hiện tấn công gì. Kỳ lạ hơn là cả hai bọn họ đều cảm nhận được lão Trương không hề có tà khí ở trên người. Tuy nhiên quỷ dị vẫn là quỷ dị, Trần Tùng nghĩ rằng tốt nhất nên tiêu diệt nó. Nói rồi anh ta chĩa thẳng súng vào đầu lão Trương chuẩn bị bóp có tới nơi, khiến bạn Trương giật thót.
Lúc này bạn Trương mới nhận ra bản thân thật sự là quỷ và bọn họ hình như đang muốn giết chết mình. Nhìn xuống người đúng là cánh tay trong suốt luôn, chưa kịp rõ ai đã làm mình ra thế này. Ông đã tự làm cho bản thân sợ hãi. Tự sợ bản thân mình còn chưa đủ, lão Trương còn phải sợ những người đang chĩa súng chằm chằm vào mặt anh ấy. Theo bản năng mà ôm người co do run rẩy, tái mét hết mặt mặc dù khuôn mặt đẹp vốn dĩ cũng đã tái sẵn rồi. Rất may cho lão Trương là trước khi Trần Tùng nổ súng, đội phó của đội đồn một phát hiện ra một con quỷ dị gấp B, một con hung linh khác không phải chị Vong lúc nãy đang ở vị trí giờ sử. Con này mạnh hơn chị Vong tóc trắng, nhớ lại thì chị Vong chỉ mới cấp C thôi, con này nó cấp B lận, chính là cái con cấp B khiến cả đội bọn họ phải tới cái nhà bỏ hoang này. Sau khi phát hiện ra, cả đội xách súng đi ngay kệ miệng lão Trương vẫn còn đang ngồi trên giường. Dẫu sao so với con hung linh cấp B kia lão Trương quá là vô dụng ăn hại không có một tí đe dọa nào. Lát nữa xử xong con kia quay lại bắn cho lão Trương một phát vẫn còn kịp, nên bọn họ mới bỏ lão Trương lại đây vội vàng chạy đi bắt kẻ kia trước. Vừa hay cho lão Trương sốc lại tinh thần chuẩn bị chạy trốn, rời khỏi cái giường toàn hoa cẩm tú, ổng bước ra ngoài thò đầu ra cửa, nhìn ngang nhìn dọc để xem còn có ai không. Tự hỏi liệu những người kia có còn quay lại để bắn vô đầu mình một phát, kết liễu mạng sống nhỏ bé này hay không. Khả năng bọn họ tha cho mình rất thấp nên lão Trương hạ quyết tâm vẫn nên bỏ đi thì hơn. Dẫu sao bây giờ lão Trương cũng là quỷ, cả cơ thể trong suốt, cái chân còn không có hình dạng nhất định nữa kìa, trông nó cứ uốn éo mềm oặt như một đám khói. Lâm Phàm không có ở đây tốt nhất là chạy thôi, nói chạy nhưng thực chất là bạn Trương bay đi thì đúng hơn, có chân đâu mà bay đặt chạy. Được cái là bạn Trương bay chưa quen nên động tác chạy vẫn còn chuẩn chỉ lắm, chạy vội vàng, chạy tích cực nữa là đằng khác, ngu gì mà ở lại đây cho người ta bắn mấy phát vào đầu. Bên trong nhà tiếng súng vang lên mãi không dứt, có vẻ là đánh nhau rất căng, nhưng không hề liên quan đến bạn Trương nên bạn Trương xin phép đi về. Lão Trương chạy vội ra khỏi căn nhà ma ám để tới một con đường cũng chẳng thiện cảm hơn là bao. Cái đường nó vắng tanh vắng ngắt đã đành, đèn lại còn cứ chớp chớp, xung quanh lại còn cứ vang vọng tới những tiếng rên rỉ, không cần phải suy nghĩ nhiều thêm nơi này chắc chắn có vong rồi. Cụ thể chính là lão Trương đây, bạn Trương một mình bay qua con đường vắng, tự hỏi rằng bản thân thật sự đã chết rồi sao? Mặc dù là chết rồi nhưng vẫn thấy sợ quá à, chẳng biết đã từ bao lâu rồi không có đi một mình nên không có quen. Mặt bạn Trương tái hơn cả tái, cơ thể run rẩy co rúm lại, ráo rác nhìn xung quanh, Lâm Phàm, có Lâm Phàm ở đây không? Gọi hoài nhưng Lâm Phàm đâu chẳng thấy, tự nhiên thấy nguyên một cái đầu đầy tóc đâm xuống từ trên cao, mới đầu chưa thấy cái đầu thì bạn Trương run vừa vừa thôi. Cho tới lúc tận mắt quay lại nhìn thấy nguyên một đứa trẻ khuôn mặt xanh lè, mó me bè bét đang dốc ngược trên trời thì bạn Trương chuyển sang run cấp độ mạnh luôn. Phải mít mít ngất luôn ra đấy, bạn Trương mới biết chạy vào nhà, thấy ma biết gào là tốt rồi, gào rất kịch liệt nữa là đằng khác. Quái thai, quỷ cái, quỷ sứ các kiểu, nhưng mà có là quỷ thì chẳng phải là cùng một loại với lão Trương sao, bày đặt kỳ thị đồng loại cái gì không biết. Với lại con bé hoàn toàn chưa chết, nó là người sống 100%, còn chưa thèm kỳ thị bạn Trương thì thôi. Khuôn mặt be bét máu, nó vừa khóc vừa kể cháu đang ngủ thì đột ngột bị lôi ra ngoài, lê lết trên đường xước xát hết cả, bị thứ gì đó túm lấy ấy, cháu sợ lắm, cháu muốn bố mẹ cơ. Tới lúc này bạn Trương mới để ý rằng bản thân mới chính là quỷ, nhìn xuống nguyên cái chân không thấy đâu luôn nè, nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng là con bé đang khóc rất to. Nước mắt rơi xuống được đèn đường phản chiếu ánh sáng lấp la lấp lánh, khóc quá trời là khóc. Nó cầu xin bạn Trương thả nó xuống, cái đang ngủ chả hiểu kiểu gì lại bị lôi ra đây, đúng là cú sốc đầu đời luôn á. Nhưng mà sống ở trong cái thế giới đầy rẫy quỷ dị này, con bé cũng nhận thức được bản thân đang bị chúng trêu đùa. Nó nức nở kể có con quỷ mất dạy nào đó túm lấy chân cháu rồi kéo ra ngoài cửa sổ, để cho cháu đập cả vào cột điện rất đau, đập mạnh đến nỗi rụng cả răng, khiến răng vào môi va vào nhau vô cùng đau, máu cũng từ đấy chảy ra rất nhiều. Nghe được lời cầu cứu của con nhỏ, bạn Trương liền ngước mắt nhìn lên, quả nhiên ngay chỗ chân của cô bé đang có hai con quỷ nhỏ nắm lấy. Hai con tiểu quỷ kia tất nhiên chỉ có một mình bạn Trương nhìn thấy được, chúng nó biết tàng hình mà, bình thường người cũng không thể nhìn thấy vong đâu, chỉ có bạn Trương là vong mới nhìn thấy thôi, hoặc là mấy con mà nó lên cơn, nó muốn hiện hình lên hù chơi cho vui thì mới thấy được. Giống như bao quỷ dị khác, bọn quái thai dị dạng này chúng nó rất khoái chí khi trêu chọc cô bé. Thấy cô bé khóc lóc cầu cứu, chúng nó lại càng mạnh tay hơn. Thật sự là đùa éo thế vui chỗ nào luôn. Hai con tiểu quỷ lôi con bé lên cao thật cao, tới một độ cao đủ để chết người thì chúng nó bắt đầu cười cợt với nhau và nói rằng có thể buông tay ra rồi, cùng xem cô ta té chết nhé. Dứt câu, bọn chúng đồng loạt buông tay thả cho cô gái nhỏ rơi tự do từ trên không trung xuống. Với độ cao này không thể thịt nát xương tan nhưng cũng bể sọ. Con bé hét lớn, tay chân khua loạn xì ngầu, bạn Trương bên dưới nhìn thấy cũng hoảng luôn. Con bé nó hét đã đủ lớn rồi lại còn thêm bạn Trương nữa, và tất nhiên bạn Trương sẽ không để người ta rơi chết ở đây như thế này được. Ngay trước khi đứa nhỏ rơi xuống, lão Trương nhanh chóng chạy tới, nhảy lên và đón lấy nó trong vòng tay. Giữ được rồi bạn Trương mới bất ngờ, không ngờ mình có thể bay nhanh đến thế. Hành động anh hùng đáng được đeo huy chương, chỉ tiếc là đúng thời điểm nhưng không đúng người. Sau khi lão Trương cứu cô bé, hai con tiểu quỷ kia lập tức chỉ mặt bạn Trương mắng xối xả, cái tao không biết đứa nào là ma đứa nào là người luôn á, dám cứu nhân loại, ngươi còn có phải là âm linh không? Bạn Trương thì đúng là ma rồi, nhưng bạn Trương không có thích như thế. Trước câu hỏi của hai tên tiểu quỷ không thể nào trả lời được, chỉ ấp úng ta ta ta. Thấy bạn Trương bị câm, hai con quỷ càng đứng nước lấn tới, lập tức giảng đạo lý quỷ cho bạn Trương nghe, đã là quỷ dị thì phải giết nhân loại, tất cả nhân loại đều phải bị quỷ dị giết chết. Lão Trương yếu thế hơn hai đứa nó, lập tức muốn bế cô bé rời đi nhưng chúng nó đâu có để cho dễ dàng đi như vậy, bẻ cua bên trái hay bên phải thì chúng nó đều chặn hết.
Cuối cùng hai đứa nó dồn bạn Trương vào một góc. Bạn Trương lúc này vẫn ôm chặt cô bé trong tay. Cô bé cũng túm lấy cổ áo bạn Trương không rời, càng làm cho hai tên tiểu quỷ kia ngứa mắt. Chúng nó nhe răng cười, nét mặt thâm độc thấy rõ, dù là đồng loại, giúp đỡ con người là chuyện không thể tha thứ, vậy nên bộ neo này sẽ cào vào mặt mày ngay bây giờ. Câu đó là mít lồng tiếng vậy thôi chứ chúng nó chẳng thèm nói cái lời nào luôn, cứ thế hi hi vài tiếng rồi xông vào chém bạn Trương liên tục, bên trái bên phải, bên trên bên dưới, từ trong ra ngoài không bỏ sót chỗ nào. Chúng nó tung vuốt lia lịa, kéo ra trong đêm tối những đường dài sáng loáng. Lão Trương cố gắng che chắn cho cô bé, chính vì vậy mà cơ thể bạn Trương bị chúng nó cào rách ra từng mảng một. Những thứ rơi ra khỏi cơ thể bạn Trương không phải là máu thịt giống như con người, mà giống như những miếng đá, miếng kính, những miếng thủy tinh mỏng manh vô cùng yếu đuối, trọi phát là bể. Tất nhiên là đau chứ sao không đau, bạn Trương nghiến răng khóc quá trời khóc, không ngờ là quỷ cũng biết đau như thế này, vẫn còn có cảm nhận giống như con người. Cứ tưởng là sẽ được chết thêm một lần nữa, nhưng mà trời đã thương thì muốn thường cũng không được, đã là nam chính mà muốn chết là dễ hả, sống tiếp đi để tác giả còn dày vò nữa. Ngay lúc đó phía sau lưng truyền tới một tiếng hét lớn, phát hiện ba âm linh cấp D, sau tiếng hét đó là tiếng đạn đi ra khỏi vỏ, trong chớp mắt viên đạn vàng đã xoáy thủng tâm can của một trong hai tên tiểu quỷ kia. Còn âm linh đầu xanh lá cây bị trúng đạn, nó bàng hoàng trước lúc chết cũng dặn được một câu, đội diệt linh chó đẻ, rồi tan biến ngay lập tức. Bên dưới lão Trương vẫn ôm chặt cô bé trong tay, mặc cho cơ thể rách nát đủ chỗ, không chảy máu nhưng đau thì vẫn đau như thường. Con tiểu quỷ đầu xanh dương thứ hai cũng bị tặng cho vài phát đạn luôn, chết không kịp ngáp, nó còn chẳng kịp chửi nữa kìa. Ba con âm linh giờ chỉ còn lão Trương, người ta không bắn lão Trương luôn bởi vì trong lòng lão Trương còn có một đứa trẻ loài người. Đội của Trần Tùng đến đây vừa kịp lúc, khí thế của bọn họ vẫn còn tốt lắm, nhưng cơ thể thì sứt mẻ không kém gì lão Trương. Có vẻ như dị quỷ cấp B mà bọn họ vừa xử lý xong cũng đánh đá chua ngoa không vừa. Trần Tùng quát lớn ra lệnh cho lão Trương thả đứa trẻ ra, cô bé nghe tiếng của con người lập tức quay lại, toàn thân con nhỏ vẫn còn run từ lần rơi lúc nãy nhưng con bé thật sự rất đáng yêu, không giống như mấy đứa em trai mất nết của bạn. Khi thấy lão Trương bị chĩa nòng súng vào, cô bé đã đứng ra bảo vệ cho lão Trương, nói với đội diệt linh rằng con quỷ này hắn không hại cháu, chỉnh hắn đã cứu cháu, khiến cả đội kinh ngạc. Ôi my god thật đó, có quỷ dị nào mà lại không làm hại nhân loại, dù là khó tin như thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định để yên cho lão Trương và quay ra chăm sóc cho cô bé. B07 hay 0809 gì đó lau chùi vết thương ở trên mặt bé con kia, một số người còn lại trị thương cho nhau. Còn Trần Tùng và đội phó của anh ta đứng nguyên một chỗ phán xét lão Trương từ đầu đến cuối. Bọn họ cũng thấy làm lạ cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra một chút tà khí hay tính công kích nào từ trên người bạn Trương. Bọn họ chỉ thấy bạn Trương là một con ma đần độn thôi, chứ không hề đáng sợ. Kể ra từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ cũng chưa từng thấy con vong nào lại ôn hòa như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, bọn họ cảm thấy nếu tiêu diệt lão Trương luôn thì hơi phí phạm của trời, có thể là đưa về nghiên cứu thử xem sao. Tiếc quá bọn họ không có cơ hội trở về nữa, đùng một cái đột ngột lão Trương cảm nhận bản thân như rơi vào một từ trường kỳ lạ khiến cho cả người rung lắc, nhập nhòe như sắp tan biến đến nơi. Thật sự không biết là cái gì, chỉ cảm thấy là không hề tốt một chút nào, chắc cỡ này thì chỉ có thể là quỷ dị thôi, nhưng mà quỷ dị cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của lão Trương. Còn đối với đội của Trần Tùng thì khó mà giữ được tính mạng, té ra là bọn họ còn không cảm nhận được cái sự rung lắc mà lão Trương cảm thấy. Đột ngột chẳng báo trước, nguyên một cây gỗ to chà bá đâm xuyên qua tim của đội phó đội diệt linh nước Hoa Hạ, khiến anh ta nhổ ra một miệng máu tươi. Trần Tùng chứng kiến tận mắt mà sang chấn tâm lý. Chưa dừng lại ở đó, thanh gỗ kia còn cắm hẳn anh ta lên trên cây. Có thể làm điều này bằng một thanh gỗ thì kẻ kia chắc hẳn phải sử dụng một lực rất mạnh. Đòn này tung ra mục đích là không để người chúng có cơ hội sống sót. Cùng với lúc đội phó bị găm lên cây thì cái máy quét trong tay anh ta chuyển sang một màu tím lịm. Nó rơi xuống đường và bắt đầu thực hiện chức năng của nó, chính là đánh giá cấp độ của quỷ dị xuất hiện. Tiếc là bây giờ không có ai rảnh mà quan tâm đến nó hết. Đội phó thì bị găm lên cây rồi nè, còn đội trưởng Trần Tùng thì đang bận chĩa súng về hướng phóng ra thanh gỗ kia. Thật sự căng thẳng đến mức không có thời gian quan tâm đến những thứ khác. Kể cả lời nói hấp hối của đội phó cũng không nghe được. Anh ta nói rằng đội trưởng mau chạy đi vì thứ này vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Màu tím liệm kia biểu hiện cho một ác linh cấp A. Đây là thứ mà cộng cả 10 đội cấp B như bọn họ cũng không thể nào xử lý được. Không biết cái đội này ra đường có xem ngày hay không sao mà xui dữ vậy. Tính cả lão Trương thì đêm nay họ đã gặp tận 5 quỷ dị. Không biết là do làm việc năng suất hay là bị trời tru đất diệt nữa. Chẳng mấy chốc mà đêm lại trở nên tĩnh lặng, chẳng còn tiếng người la hét hay tiếng súng đạn nổ lên liên tục nữa. Bởi lẽ làm gì còn ai sống đâu. Chẳng kịp cầm cự cho đến lúc trời sáng, B08, 9 hay 10 đều nằm chết hết cả, mũ sắt nứt một mảng lớn, máu bắn ra tung tóe, có vẻ là đã bị đập đầu xuống đường đến chết. Dã man thật đấy, nhưng những người đồng đội của anh ta cũng không hề kém cạnh, nhất quyết phải chết thê thảm hơn mới chịu. Đội phó thì bị găm lên cây đi lãnh cơm hộp đầu tiên, sau đó là đến B07, B08, 9 nằm phía sau ác linh, cơ thể vặn vẹo không còn nguyên vẹn. Đội trưởng Trần Tùng là sống dai nhất, nhưng mà đến bây giờ cũng không còn sống nữa. Anh ta bị nữ ác linh kia xé toạc cả hai tay, mất máu đến chết. Những thứ mà bọn họ trải qua quá đáng sợ để có thể miêu tả lại. Thế mà lão Trương và cô bé kia lại phải chứng kiến tất cả. Đã nhát gan thì chớ, lại còn phải xem phim kinh dị tràn viền, full HD không che, làm cả hai đứa nó run thấy mịa. Cả hai đứa vẫn còn nguyên vẹn, không phải bởi vì nữ ác linh kia nhân từ, mà bởi vì cô ta chỉ vừa mới xử xong Trần Tùng vài giây trước. Ngoài lão Trương ra thì làm gì có quỷ dị nào hiền lành. Yên tâm đi, chị quỷ đây rất công bằng, đứa nào rồi cũng sẽ có phần.
Mà chưa kể chị ấy có phải là quỷ hay không, nhìn vào cái ngoại hình này là đã biết không hiền rồi. Phong cách ăn mặc cực kỳ cá tính, xăm trổ đầy người, nhìn rất là nóng bỏng nhưng động vào là hỏng tay. Hãy nhìn cái cách chị ấy đạp đầu trần tùng ở dưới chân, trông chị ta khoái chí chưa kìa, hai chân còn đang cháy phừng phừng ngọn lửa màu tím quỷ dị, cái màu tím đặc trưng của hắc ma cấp A. Những con quỷ cấp A tất nhiên đẳng cấp hơn hẳn những con quỷ khác, riêng cái quả có tên là chị đã khác bọt hơn người ta rồi, và tên của chị ấy là Tử Nữ. Sau khi xác nhận cả đội diệt linh đã chết, Tử Nữ bắt đầu đánh ánh nhìn trìu mến sang phía lão Trương và cô bé sau lưng, con người chị ta phát ra ánh đỏ, nổi bật rõ ràng trên nền ánh sáng xanh lập lòe. Tử Nữ hỏi lão Trương, cấp D, ngươi là đang bảo vệ cho loài người sao? Trước sự uy hiếp rõ ràng của cô ta, lão Trương sợ hãi vội lùi lại phía sau theo bản năng, nhưng vẫn một mực che chắn cho cô bé. Miệng bạn Trương liên tục lắp bắp không biết trả lời thế nào, cần phải có một thời gian tĩnh tâm thì mới thi vấn đáp tiếp được. Nhưng mà chị Tử Nữ lại không có nhiều thời gian, chẳng phải đợi lão Trương trấn tĩnh lại, cô ta lập tức bắn một nguồn năng lượng đâm xuyên qua cả hai, đường năng lượng đặc biệt đó màu tím tím, nhìn khá dịu mắt nhưng đòn này chẳng dịu dàng chút nào. Nó hoàn toàn không đánh vào lão Trương, cũng không hề tổn hại đến lão Trương, mà trực tiếp xuyên qua đâm thẳng vào cổ họng của bé gái sau lưng, biến mọi sự trở che của lão Trương đều thành vô nghĩa. Bạn Trương không hề cảm nhận đau đớn một chút nào, nhưng cô bé sau lưng thì lập tức phải bỏ mạng, cổ họng giống như bị đốt cháy lở loét thành một lỗ lớn, máu từ đó cũng trào ra rất nhiều. Ánh sáng tím kia vừa tắt đi, bé con lập tức khạc ra một miệng máu tươi, đồng tử co lại nổi lên những gân máu, rồi lập tức đổ xuống đường. Khi lão Trương quay lại đã chẳng còn cứu được nữa, in sâu trong đôi mắt của bạn Trương là hình ảnh cái cổ nhỏ nhắn bị bao phủ bởi toàn là máu tươi nóng hổi. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, cần gì phải ra tay tàn nhẫn đến mức vậy, khiến lão Trương phẫn nộ, cảm xúc đó lớn mạnh đến nỗi kích hoạt được nguồn năng lượng to lớn nằm sâu bên trong lão Trương, khiến cho thần ấn màu vàng lập tức sáng lên. Tiếp theo đó là hình ảnh nguyên thần sáng vàng lấp lánh hiện lên rõ ràng, cả mặt bạn Trương tối sầm lại, vô thức mà đưa tay lên chém tới một đường năng lượng lớn mạnh phóng nhanh như cắt, nhanh tới mức nữ ác linh kia chỉ vừa mới nhìn thấy ánh sáng của đảng le lói ngay phía trước thì đã bị đường ánh sáng đó đánh cho sấp mặt. Màu môi thầm cũng không thể che nổi cú sốc này, à ta lập tức bị đường sáng hình lưỡi liềm của bạn Trương kéo lôi ra tận 20m, đánh bà văng vào cây dập hết cả mông với xương sườn. Bỏ không biết bao nhiêu tiền để độn ra một cặp đuýt bự, vậy mà nó đánh xẹp đào của chị trong một nốt nhạc. Chưa dừng lại ở đó, đòn tấn công của bạn Trương còn khiến chị ta dập nát cả nội tạng, làm chị ta không muốn khạc ra một miệng máu cũng không được. Bất ngờ lắm phải không, chắc là cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này. Lúc nãy đánh người ta vui vẻ lắm mà, cảm nhận một chút đau đớn cũng đã đáng là nhiều, luật hoa quả không chừa đứa nào. Sau đòn tấn công đó, cứ tưởng lão Trương sẽ bật hách và đập cho con ác linh kia ra bã, thế nhưng mà không phải, chẳng thấy tiếng hò reo nào của bạn Trương mà chỉ nghe thấy tiếng gào rú của con hệ thống mà thôi. Chẳng biết là nó bỏ Lâm Phàm ở chỗ nào rồi phi thẳng đến đây, sau đó thì tá hỏa hét lớn, bố ơi con lại bố, bây giờ bố chỉ còn một mảnh vỡ nguyên thần, quá yếu, bố ngưng cái trò tùy tiện sử dụng sức mạnh dùng cái con này nó rất là láo nha, nhưng mà mọi điều nó nói đều đúng cả. Sau khi bạn Trương tung đòn đột ngột như sấm đánh vừa rồi, thì lập tức cảm thấy đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai, biểu hiện đầy đủ những dấu hiệu của một người đang cần hoạt huyết dưỡng não. Hình ảnh nguyên thần phía sau bạn Trương cũng dần dần tan biến đi giống như bụi kim tuyến, lấp la lấp lánh tỏa sáng bờ linh rồi dần dần hòa tan vào trong không khí. Quả thật là bạn Trương yếu lắm rồi, giá mà đòn vừa nãy kết liễu được luôn cái con ác linh kia. Đáng tiếc là ngoài việc xin được tí tiết của nó và chọc nó điên lên thì chẳng còn có tác dụng gì nữa. Khổ cái là bạn Trương chỉ tung được một đòn này, bây giờ cái đầu bạn Trương đang đau như búa bổ, cảm giác cứ như phải giải 20 cái đề toán trong vòng 1 phút vậy, kinh hãi đến tái nhợt đổ mồ hôi đầm đìa. Nhức cái đầu lắm rồi mà con hệ thống nó cứ rú ầm ầm ở bên tai, nó cảnh báo papa rối rít rằng ở đây chỉ là dị giới, sức mạnh của lão Trương vượt quá quy tắc, nếu như bị kiểm tra phát hiện thì lão Trương sẽ bị thế giới này tịnh hóa. Con hệ thống đưa lão Trương đến đây không phải là để cho lão Trương chịu khổ, rồi đánh mất đi toàn bộ nguyên thần yếu ớt trong mình, mà là mang đến đây để tìm kiếm lại càng nhiều mảnh vỡ nguyên thần hơn, giúp lão Trương phục hồi sức mạnh. Công việc của lão Trương ở dị giới là không làm gì cả, chỉ cần đợi Lâm Phàm hoàn thành nhiệm vụ là xong, cùng Lâm Phàm đi rồi cùng Lâm Phàm về, dù không góp một chút công sức nào thì với danh nghĩa là người đồng hành vẫn sẽ có phần thưởng đó rất có khả năng là mảnh vỡ nguyên thần mà lão Trương cần. Không biết bạn Trương có nghe thấy con hệ thống nó nói cái gì nãy giờ không, chỉ thấy bạn Trương ôm đầu biểu hiện khó khăn dữ lắm, mồ hôi mỗi lúc một đổ nhiều hơn. Vậy nhưng bạn Trương lại chẳng được nghỉ ngơi giây nào, chẳng hiểu con hệ thống làm ăn kiểu gì, bảo bạn Trương đến đây không cần làm gì cả, đi như là đi chơi đi du lịch thôi, thế mà từ lúc xuất hiện ở nơi này gặp không biết bao nhiêu là kiếp nạn. Lúc trước là bị đội diệt linh dí súng vào đầu, sau đó là bị hai con tiểu quỷ đánh, bây giờ lại đến bà Tử Nữ này nữa. Banh con người già mà nhìn đi hệ thống, nhìn thấy chưa, có nguyên một con ả với bộ neo sắc nhọn đang phóng đường rích rắc tới tấn công papa của mày nè. Đùng một cái, Tử Nữ tóm cổ lão Trương nhấc lên, chỉ nhìn cái tay đang siết họng bạn Trương thôi là biết con ác linh này đang tức giận tới nhường nào. Cái tay gân guốc thế cơ mà, thế nhưng vẫn không gân guốc bằng cái mặt của chị ta đâu. Chị ta tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, hai mắt bên trắng bên đen con ngươi đỏ rực, các đường gân nổi lên cồm cộm. Chị ta chính thức ghim lão Trương từ giây phút này, một âm linh cấp D vậy mà có thể đánh chị ta xẹt mất cái đuýt bự, thật sự không thể tha thứ. Tử Nữ vừa nói vừa siết cánh tay chặt hơn, khiến lão Trương không tài nào thở nổi, toàn thân vì thiếu oxy mà run lên cầm cập. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ thỏa lòng của chị ta nổi lên cơn điên muốn bẻ cổ lão Trương ngay lập tức. Nguồn năng lượng tà đạo màu tím bùng nổ ngay phía sau thể hiện sự tức giận tột cùng, tức
tức giận đến nỗi, cay cú đến nỗi không thể để Lão Trương chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà thà giết Lão Trương đi luôn còn hơn, để con hệ thống nó còn dùng nguồn năng lượng còn lại của bản thân để đưa Papa nó ra ngoài trước. Thôi thì không lấy phần thưởng cũng được, miễn là Papa còn sống ở thế giới thực. Tiếc là từ nữ quá cay, để có thể cho Lão Trương một cái chết nhanh gọn lẹ. Lão Trương cứ thế mà tan thành mây khói thì không thể nào vừa cái nư của trụy được. À ta nhếch mép cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu, sau đó thì mở khoang miệng rộng đến mức tối đa, gào lên một tiếng lớn rất là phong cách. Mít còn tưởng là mình đang nghe nhạc dốc nữa kìa, chói tai kinh khủng khiếp. Cứ tưởng chị Ác Linh sẽ dùng cách này để tiêu diệt Lão Trương, cho Lão Trương một cái chết đinh tai nhức óc, nhưng mà không phải, đây chỉ là tiếng gọi bầy đàn đặc quyền của chị thôi. Sau tiếng rú đó là đủ loại boy phố xuất hiện, cấp độ boy phố từ B đổ xuống rất nhanh đã vây kín khu vực xung quanh Lão Trương và tử nữ. Không ngờ là ma rồi vẫn còn có thể chia bè kết phái, một lũ boy phố gần phố tập hợp lại thành một đàn đầu trâu mặt ngựa. Cầm đầu đám đầu trâu mặt ngựa là một con báo cấp A là chị đại của chúng nó. À ta nhanh chóng cầm cổ Lão Trương nhấc lên giới thiệu với toàn bộ đàn em của mình. Đây là một con âm linh chỉ biết bảo vệ loài người, là phản đồ của thời đại quỷ dị chúng ta, chính là một nỗi nhục, không những có khả năng phục hồi đặc biệt lại còn có thể khống chế giác tâm đối với con người. Như thế này là không thể chấp nhận được rồi, cần phải dạy dỗ lại, vì vậy chị muốn nhờ các em giảng cho bạn ấy một bài học làm quỷ, để em ấy có thể thấm nhuần tư tưởng phong bạc của chúng ta. Gì chứ dạy dỗ người khác thì nhờ đám boy phố này là thích hợp nhất rồi. Làm quỷ dị không có điện thoại để đăng đạo lý lên top top, nhưng mà cái máu giang hồ thì chảy mãi trong tim. Cả đám chúng nó lập tức nhìn về Lão Trương bằng một ánh mắt kỳ lạ. Một vài con trong số đó thậm chí còn đang nhe nhởn cười. Chúng nó khoái ra mặt, nhất định sẽ cho bạn Trương trải nghiệm quãng thời gian tồn tại vui nhất trên đời. Chưa biết được chúng nó sẽ nhai bạn Trương như thế nào thì chớp mắt một phát trời đã sáng rồi. Mít và thằng camera tỉnh dậy thì đã ở một nơi khác. Chỗ này người ta đang tổ chức đua xe hay sao ấy mà nghe tiếng ô tô chạy dữ lắm, đặc biệt lại còn là xe của quân đội. Cứ tưởng là chuyện gấp gáp gì, hóa ra là bọn họ đang trên đường đi tiêu diệt một con âm linh cấp D. Cấp D là yếu nhất rồi mà, có gì mà phải xôn xôn dữ vậy. Để mít nghe lỏm người ta nói chuyện xem nào. Trên xe có 5 chiến sĩ, vừa đủ 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Hai ông ngồi đằng trước này chắc là đội trưởng và đội phó của đội rồi. Một ông có vẻ trông hơi buồn, còn một ông đang cầm lái và đang giảng đạo rất kinh. Miệng người cầm lái cứ liên tục nói không ngừng. Té ra đây là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của họ. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi thực chiến huấn luyện. Mọi người vừa mới lập đội không lâu, vẫn không đủ quen thuộc cho lắm. Đặc biệt, người cầm lái kia nhấn mạnh với người bên cạnh của mình, tới lúc đó đừng có sợ là được. Anh ta nhắc người kia với một thái độ cực kỳ khó chịu, lên mặt giáo huấn như đã bức xúc từ lâu lắm rồi. Làm ít còn tưởng anh ta là đội trưởng, nhưng mà anh ta chỉ là đội phó thôi. Đội trưởng của đội này tên là Lâm Phàm, và Lâm Phàm này chẳng giống Lâm Phàm nhà chúng ta gì cả. Lâm Phàm nhà chúng ta mình đồng da sắt mặt bê tông, còn Lâm Phàm này nhìn cứ như cọng bún thiêu vậy. Đội trưởng mà để cho đội phó nó đè đầu cưỡi cổ, làm đám nhân viên đằng sau bàn tán quá trời. Anh chiến sĩ mới nhất đội hỏi chấm cái vụ sao mà người kia là đội phó mà lại hay lên mặt dạy đời quá vậy? Thì ngay lập tức đã được các thành viên khác giải đáp, rằng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Đội phó có quyền được lên mặt dạy đời bởi vì đội trưởng trong lúc diễn tập đã không dám nổ súng với âm linh bắt được, bởi vì vậy mà đội phó đã luôn xem thường anh ta. Ở đời mới nghe đội trưởng đội diệt linh lại không thể bắn âm linh, độc lạ bình dương quá, hỏi ra lại còn độc lạ bình dương hơn, khi mà nguyên nhân của cái sự việc không nổ súng ấy chính là bởi vì sợ quỷ. Nghe lý do xong phát anh lính mới lập tức hét toáng lên, sốc quá mà chịu không nổi. Ở đâu ra cái chuyện một đội trưởng của đội diệt linh lại sợ quỷ, tôi đã vào cái đội gì vậy trời? Quá trời quá đất cái mỏ luôn, đội trưởng thì đang ngồi ngay phía trước, buồn chứ sao không buồn, đẹp trai chứ có phải là cục đá đâu mà không biết buồn. Vậy nhưng Lâm Phàm này cũng chẳng thể nào khiển trách người kia, chuyện lạ nhưng mà có thật phải tin chứ biết sao giờ. Cả đội tiếp tục bon bon trên đường, đi tới địa điểm có nhiệm vụ được chỉ định. Địa điểm này chính là cái nhà mà đội diệt linh cấp B kia đã từng tới. Nhớ là hồi nãy trên đường đi nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng lắm mà ta, sao tới đây lại âm u rồi. Thế nhưng mà cũng không có âm u bằng cái lần đầu đến đây, cái lần đầu đó nó còn kèm theo hiệu ứng mặt trăng máu nữa kìa. Bây giờ cái nhà ma thiếu nhân lực nên mấy cái hiệu ứng cũng bị cắt bỏ hết rồi, không còn rùng rợn như trước nữa nên bọn họ nhìn vào cũng chẳng sợ là mấy. Đội phó động viên cả đội, chỉ là con âm linh cấp D không có gì phải sợ hết, chỉ cần phối hợp giống như lúc diễn tập là được. Nhắc chung cho Lâm Phàm đỡ quê vậy thôi. Ở đây ngoài đội trưởng Lâm Phàm ra thì làm gì còn có ai sợ ma nữa. Người ta mà sợ ma thì người ta đã không làm cái nghề này. Mà Mít cũng thắc mắc, làm sao cái ông Lâm Phàm này lại lên được chức đội trưởng của đội diệt linh vậy trời. Chắc là nhà anh giàu lắm hả. Cả đội của Lâm Phàm sồn sồn tiến vào trong nhà. Vì là nhiệm vụ diệt linh đầu tiên nên cũng căng thẳng dữ lắm. Bọn họ chĩa súng tứ phương, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dù cho con quỷ dị cấp đây là cái con yếu nhất rồi, không có con nào yếu hơn được nữa luôn. Đội của Trần Tùng mà còn sống nhìn vô cái đội này chắc cười to dữ lắm. Đội phó đội Lâm Phàm theo chỉ dẫn của la bàn tiến tới trước cửa một nhà kho nhỏ, dặn dò nhau kỹ càng rồi mới dám đẩy cửa bước vô. Đội trưởng Lâm Phàm ăn hại nên cha nội đội phó phải xung phong vào trước. Ổng vừa rón rén đẩy cửa vừa đứng banh háng chĩa súng vào trông vô tri không thể tả, chắc ổng đi ăn trộm bịch bánh tráng trộn của con ma hay gì đó. Sau khi ánh sáng từ bên ngoài qua khe cửa hắt vào trong phòng, cha nội đội phó mới nhìn rõ được thứ gì đang ẩn giấu bên trong. Cứ tưởng thò mặt vào là con ma nó sồ ra cắn rồi, thế mà không phải, làm ổng sốc đứng cả hình, anh lính phía sau cũng sốc luôn. Dù là họ chưa từng gặp con quỷ dị cấp D nào nhưng chắc chắn chẳng có con ma nào nó lại tự treo mình lên để đợi con người đến húp như thế này. Mỗi tay là một còng sắt to kéo hai cái nách thẳng đứng lên trên, người thì rách quần rách áo rách cả da thịt cứ như là đôi dép rách vừa bị chó gặm cho rách thêm nữa vậy.
Tơi tả cỡ này là biết cái đàn đầu trâu mặt ngựa của tử nữ dạy dỗ nhiệt tình cỡ nào. Khổ thân bạn Trương chết luôn cũng không được cho chết. Khi nào về nhà nhớ mách bạn Phàm nhé. Mà nói mới nhớ Lâm Phàm của chúng ta chết dí ở phương nào mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu vậy nè. Bạn Trương bị người ta hội đồng bầm dập tím tái mà không thấy Phàm ca đâu hết. Bây giờ con sắp bị người ta bắn lùng não luôn rồi nè. Cha nội đội phó nhìn vô cái thân rách nát của bạn Trương là biết bạn Trương yếu hơn con sen rồi. Chẳng cần cảm nhận khí tức khí tùng cái gì nữa hết. Tàn tạ không thể tả, hơi thở thì như có như không. Vậy nhưng bạn Trương vẫn cố dùng cái hơi thở yếu ớt đó để mở miệng nói thêm một lời. Tổ sư cha, chúng mày xách cái đít cút khỏi đây ngay. Là lời của Mít nói chứ bạn Trương không có láo vậy. Bạn Trương chỉ bảo bọn họ đừng vào. Nói vừa bé vừa ngắt quãng, đeo máy trợ thính chưa chắc đã nghe được luôn. Cũng là có cảnh báo nhưng mà không đáng kể. Vậy nên đội của Lâm Phàm không hề để ý tới. Bọn họ mải mê bàn luận rằng lão Trương yếu vãi cả kít. Cảm giác bắn một phát là có thể làm cho bạn Trương tan biến vĩnh viễn vạn năm luôn vậy. Yếu quá trời yếu, khác xa với tưởng tượng là mất công vô đây. Đứa nào đứa nấy đứng banh háng cảnh giác quá trời. Bạn Trương mặc kệ cả đám nói gì vẫn cố gắng cảnh báo cho bọn họ đừng vào đây. Lần này thì đội của Lâm Phàm nghe thấy rồi, nhưng bọn họ cũng đều đã tiến vào trong và nán lại đủ lâu để không còn quay đầu được nữa. Lão Trương vừa dứt câu đừng vào thì cánh cửa sau lưng đột ngột đóng dầm lại. Theo bản năng cả đội lập tức quay lại phía sau, nhưng con ma nó đóng cửa xong thì nó không còn ở đó nữa. Cố tình làm dầm làm rộ để thu hút sự chú ý vậy thôi, cho cả nhà yêu sợ chơi ý mà. Đúng là đội diệt linh cấp D, mới đóng có cái cửa là đã hoảng loạn hết cả lên rồi, run tới mức cầm súng còn chẳng vững. Tâm lý yếu thế này thì sao mà chịu nổi những cú sốc tiếp theo mà chị ma mang tới đây. Trong show diễn hôm nay của chị, đóng cửa chỉ mới là màn dạo đầu thôi. Thấy các khán giả có phần run sợ quá đà nên chị tính cười vài tiếng cho mọi người bình tĩnh lại. Có điều chị lỡ cười ẻ thay vì cười duyên nên cả đàn lại càng sợ té đáy hơn. Tiếng cười hi hi của chị phát ra từ mọi hướng, xen lẫn trong tiếng cười là lời nói ma mị ghê rợn. Á hi hi câu được một đội tân binh loài người rồi. Người ta nghe mà thất kinh hồn vía, nhanh chóng dồn lại một cục rơi nòng súng hướng tới mọi nơi. Cầm súng cho oai vậy thôi chứ cả đội run như cầy sấy. Sợ thì vẫn sợ nhưng làm việc thì vẫn phải làm việc. Đội phó rút máy quét quỷ dị ra bật lên một phát hiện chữ C to đùng. Sợ quá phải hét lên cho cả đội sợ chung là oán linh cấp C, đậu mía dính bẫy rồi. Sau khi tái mét đi vì sự thật kinh hoàng phơi bày ngay trước mắt, cha nội đội phó lập tức quay ngoắt sang phía lão Trương hét to. Con âm linh này chỉ là mồi nhử dẫn dụ chúng ra đến đây. Thông minh sáng dạ thế nhỉ, lại còn đẹp trai, chị ma rất thích, nên chị vội vàng nhảy ngược từ trên trần nhà xuống tính tặng cho anh chàng đội phó một nụ hôn tán thưởng, nhưng mà chị quên đánh son nên mặt chị kinh vãi cả nồi. Đôi mắt ta chạm nhau, à nhìn rõ đối phương đang kinh hãi tột độ trước nhan sắc của mình nên tử nữ vô cùng không vui, hét lên, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Rồi ngoác mồm tính nuốt luôn chàng trai bội bạc trước mặt vào bụng. Ta nói con ngươi chị xanh lè, mồm chị chi chít răng nhọn, cái lưỡi dài hơn 1 mét nhưng cái miệng mở ra còn lớn hơn. Chắc chắn chị ma này ăn thịt người không cần nhai luôn nè, nuốt chừng theo đúng nghĩa đen. Cái miệng trà bá của oán linh kia vồ tới, khoảng cách quá gần, tấn công quá đột ngột khiến ông đội phó như chết lặng chẳng kịp kêu luôn chứ nói gì phản kháng. Hàm răng nhọn hoắt đó cứ thế mỗi giây một gần hơn, để nó chạm vào thì có nguyên một dấu tattoo ngầu phải biết ngầu tới mức không ai dám ngầu lại. Sợ đội phó ngầu hết phần thiên hạ nên cần phải ngăn con ma này lại liền. Trong thời khắc cận kề cái chết bỗng dừng, nghe đâu tiếng súng nổ như vọng từ thiên đường xuống. Viên đạn vàng bay vút đâm xuyên qua hai bên thái dương của oán linh kia khiến đầu nó vỡ toác cả ra, siêu thoát luôn chứ còn đợi gì nữa. Tử nữ chưa kịp hôn trai đã vội tan thành mây khói. Khổ thân chị, mong rằng kiếp sau chị chăm chỉ đánh son hơn. Viên đạn vàng kết liễu oán linh được bắn ra từ khẩu súng vàng trong tay của Lâm Phàm, không ngờ tới luôn á. Mít còn tưởng cha nội này chạy trốn đầu tiên rồi, nghe giang hồ đồn anh sợ ma lắm mà. Ra là cũng sợ thiệt nhưng mà giờ phút quan trọng vẫn làm được việc, còn làm tốt nữa là đằng khác. Bắn xong con ma mà run thấy bà cố nội luôn, đứng thở hồng hộc như chó luôn chứ, cả mặt cũng tái mét hết cả. Chỉ sợ ma thôi thì không có tới nỗi này đội trưởng Lâm Phàm, đây chính xác là bị ám ảnh tâm lý từ rất lâu rồi. Sau sự kiện diệt linh ngày hôm nay, những ký ức không vui ngày ấy lại tràn về ào trong não. Đêm hôm đó, cái bóng đèn nhà Lâm đội trưởng rung lắc chớp nháy liên tục, khỏi nói nhìn là biết nhà có vong luôn. Mà mấy chỗ có vong thì hay đính kèm đội diệt linh lắm. Thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì người cầm súng hôm đó lại là một đứa trẻ cao chưa đầy 1m5. Đứa trẻ đó là Lâm đội trưởng chứ ai, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy cầm chặt lấy cây súng lục đặc trưng của đội diệt linh mà hướng thẳng về phía trước. Thẳng với họng súng là một chiến sĩ đội diệt linh đang bị một chị ma dùng tóc xiết cổ vô cùng thê thảm. Người kia hét lớn, bắn đi tiểu Phàm con bắn đi, nó đã hiện nguyên hình rồi chỉ cần bắn trúng đầu nó là được. Ra cái đề bài gì mà khó giữ vậy ông già, tiểu Phàm là con trai ông đó, làm sao có thể nã súng vào cha của mình được, banh con người ra mà nhìn đi, bé nó khóc quá trời nè. Nhưng khóc nữa thì chỉ có chết cả hai bố con thôi, chứ không có chuyện con ma nó thương tình rồi nó tha cho đâu. Vậy nên nhất định phải bắn, nhìn thẳng vào Lâm Phàm rồi mỉm cười, bắn đi con, cha cầu xin con đó. Nói rồi ông rơi nước mắt, cha tin con làm được, con mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Nghe xong tiểu Phàm còn khóc to hơn, nhưng rồi cũng có quyết tâm nổ súng. Viên đạn bay thẳng một đường đâm qua đầu cha anh ta rồi xuyên luôn qua đầu ma nữ kia khiến nó lập tức tan biến. Sau khi quỷ dị bị tiêu diệt, đèn nha Lâm Phàm cũng bình thường trở lại, chiếu sáng cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt anh ta. Ông bồ ngã gục xuống sàn, máu đổ lênh láng, sau lưng là một đống khói đen đang dần tiêu biến mất. Kinh hãi như vậy bảo sao ám ảnh đến tận bây giờ.
Sau khi bắn xong trị vong kia, anh ta lẩm bẩm để khích lệ bản thân. Ta có thể bắn, ta có thể nổ súng, có thể diệt trừ cho tới khi nhân loại đón bình minh. Lý tưởng lớn đấy, nhưng dã tâm này không hề tương xứng với năng lực. Giờ mới chỉ là đội trưởng đội cấp D thôi thì chưa làm được gì đâu. Nói ra chỉ làm cho đám quỷ dị càng thêm ngứa tai gai mắt. Chị Vong không hề đi một mình. Sâu diễn hôm nay có chị hát chính và mấy đứa mũ phụ họa nữa kìa. Sau khi nghe Lâm đội trưởng nói xong, chúng nó chịu không nổi nên phải ra giết liền. Đùng một cái xuất hiện ngay sau lưng Lâm đội trưởng với một nụ cười man rợn và con mắt đỏ những tơ máu. Nó nhây nhởn ngươi có thể làm gì nào, rồi đâm liền bộ neo dài 30cm xuyên thẳng qua ngực anh ta. Máu từ những cái lỗ được đục bởi vuốt nhọn trào rào ở Lâm đội trưởng cảm nhận cơn đau đớn từ từ rõ ràng hơn. Chẳng phải đợi lâu, miệng anh ta rất nhanh đã thổ huyết, mặt mũi tái nhợt đi thấy rõ. Quỷ dị kia nhẹ nhàng chế giễu, ngươi không thể đâu, rồi nhổ mạnh bộ neo ra khiến Lâm đội trưởng ngã khuỵu xuống sàn ngay trước mắt những người đồng đội. Anh ta từ từ đổ xuống, trong giờ phút ý thức dần mờ đi vẫn thều thào nói bản thân không được ngã xuống, không thể chết như vậy, vẫn còn chưa thấy được ngày nhân loại đón bình minh thì không thể chết. Thế nhưng mà anh ta chết thật, trước khi sập nguồn mà đập mặt xuống sàn chỉ kịp nghĩ tới cha mẹ, chưa kịp chăn chối lời nào. Không gian tĩnh lặng đột ngột vang lên một tiếng bốp lớn, cứ tưởng là do mặt đội trưởng Lâm đập xuống sàn té ra, không phải. Thế lực thần kỳ nào đó đã khiến anh ta khẻo re như trâu rồi chống tay cái đùng xuống sàn, kèm sau đó là hàng loạt các hành động khó hiểu diễn ra. Đầu tiên là cái mặt đơ ra hẳn, tiếp tục là đưa súng lên nhìn ngơ ngác, kế đó là đứng dậy như chưa hề có cuộc chia ly nào ở đây. Cả đội hỏi chấm đầy đầu, chưa kịp hỏi chấm xong thì thấy đội trưởng quẳng súng cái đùng ra đằng sau làm khó hiểu X2, trên ngực vẫn còn nguyên mấy cái lỗ đầy máu mà không thấy kêu ca vật vã gì hết. Độc lạ bình dương quá, cái cả đội phải quay ra nhìn, vô tình tạo kẽ hở cho con vong linh chen cái mồm vào, cái miệng con này còn to hơn chị mà lúc nãy nữa, nuốt cả mấy người cùng lúc chắc cũng được luôn á. Mà kể có không nuốt được thì hàm răng cá mập kia cũng thừa sức nhai nát hết. Trộm vía cả đội không ai để ý hết. Biết tại sao đội này lại giống cái lốp xe đạp không? Tại non á, trải qua bao nhiêu đất huấn luyện rồi mà phong thủ hớ hanh thế này.